Hôm nay shop mình sẽ làm một cái video solo giữa em JBL Bạch Tiêu Box 100 và em Sony XP 500 xem coi là nó như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ test ở indoor và test cả outdoor để cho một cái đánh giá nó sẽ tốt nhất có thể giữa hai cái lo này. Thì về cái công suất thì bên hãng không có công bố, nhưng mà theo mình thì công suất của con Sony XP 500 này nó sẽ bé hơn. Và bé hơn như thế nào và nó sẽ như thế nào thì anh em đón xem trong cái video này như thế nào nha. Bluetooth connected. Anh quên khi ta có nhau như phút ở đây lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa
Thì sau cái bài đánh giá thì mình có làm clip ở ngoài trời và cái khoảng cách cũng rơi vào khoảng đâu đó tầm là 4 mét, thì mọi người thấy được là cái chất lượng nó như thế nào và cái độ to của nó như thế nào đó. Thì mình test ở ngoài trời, hồi nãy là trời có mưa có gió nên là và điều kiện đó là điều kiện hỗn hợp ha, nó sẽ có hơi ồn, và mình có test cả ở phía bên trong nhà luôn thì anh em cũng thấy được là nó sẽ chất âm con nào to hơn, con nào bass dày dặn hơn. Thì về cái mức giá lúc mới ra của em Sony này nó khá là đắt, 9.990.000, mình thấy khá là cao so với lại JBL và TechBox 100. Mình đang nói về giá, giá niêm yết nha, con này hình như là 8.900, con này 9.990, mắc hơn gần 10, gần 1 triệu. Rồi, về tất cả những cái tính năng kháng nước hay là mic karaoke này nọ thì anh em tự đánh giá. Mình sẽ làm một cái video riêng thử mic ở trên Sony XP500 này coi nó như thế nào, có ấm hay không, âm nó có được mượt mà hay không, có nhẹ nhàng, có hút được hay không. Còn lại thì nói chung là Sony được chất âm thì được một cái là bass rất là dày dặn, thích hợp cho nghe nhạc rap, nhạc hip hop hoặc những thể loại nhạc EDM điện tử thì khá là ok. Còn kiểu của hàng JBL thì nó sẽ phổ thông hơn, đa thể loại nhạc hơn, nghe rất là sắc sảo, kiểu như là mình nghe lời cũng khá là ok. Và cái âm lượng, độ ồn decibel của con BattleBox 100 này nó sẽ cao hơn một, nói chung là cũng một phần so với lại con Sony. Thì chắc có lẽ là con Sony này công suất nó sẽ bé hơn xíu, chắc mình nghĩ cỡ con Undergo, chắc là kiểu vậy. Ok, thì hôm nay mình đã làm xong cái clip của con này. Thì anh em có nhu cầu muốn so sánh với lại một cái lo nào đó, ví dụ BattleBox 2 hay là Aura 3, Satis 4 hay là những cái lo khác, thì anh em có thể comment phía bên dưới cho shop mình biết, thì mình sẽ làm thêm cho anh em để anh em có thể phân biệt được cái lo nào như thế nào nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mà cảm thấy hay thì có thể like và share kênh của shop của em mình nha. Cảm ơn mọi người.